Bạn của em giờ mình chia sẻ này tí. Mình sống ở đất nước Việt Nam mình đó em, sướng sướng có cái nhiều cái lắm, nhưng mà có mấy cái điểm này là sướng nhất. Thứ nhất là bây giờ mình không có đói, rồi chắc chắn 100% là vậy. Mình ăn là coi như anh Bằng nói đúng là phải ăn ngon mặc đẹp ha. Mà mình sướng hơn cái tụi phản động ở nước ngoài con cái mình sanh ra mình chôn nhau cắt rúng của mình ở đất Việt Nam. Khi mình chết đi á, cái nắm xương tàn của mình cũng được chôn ở quê cha đất tổ. Hai cái điều đó là nó thiêng liêng đối với một con người. Kể cả em thấy ông Bùi Tính không? Ông Bùi Tính, ông đó phản động là phản động bài bản, có đường lối chính sách rất là khoa học. Nhưng mà ngài mất đi, ở đất Việt Nam nhưng mà đâu có được đó. Các bạn lấy ông Bùi Tính làm bài học đi. Ổng là người trong hàng ngũ ổng ra đó, ổng nắm rõ được từng khúc ruột của đất nước Việt Nam như thế nào, biết được Đảng Cộng sản như thế nào, mà ổng chống chống tới ổng chết luôn cũng không được gì. Có trình độ đó. Còn các bạn, đặc biệt là những người mà ở Mỹ mà Cali gì đó, không làm, không có đầu óc, không có kế hoạch, cứ ngồi đó mà nói mãi, không được gì. Tội cho những người dân trong nước. Mà mấy Dạ người đúng đó, rồi đó. em thấy ông Huy, nó không có lương tâm ở chỗ này. Benny Trương, Tân Thái, Rô Sư Đào kêu gọi biểu tình hùng hồn lắm, chính họ Dạ. xúi người ta đi vô con đường chết, đi Dạ vô đúng, tù. chính xác rồi. Mà Đây. cuối cùng á, qua các sự kiện vừa rồi cũng như trước đây, có khi nào mà nó mở lên một cái diễn đàn mà nó tâm sự, nó tỏ một cái lòng nào đó đối với cái người hoặc đối với cái gia đình những người bị bắt không, một lời an ủi không? Không có, Dạ. tìm hoài không thấy. Dạ. Mà nó lại tiếp tục, nó nói là tiếp tục hoài. Đúng là cứ tiếp tục biểu tình, cứ tiếp tục xuống đường biểu tình ra, cái ngày nào cũng tiếp tục biểu tình xuống đường đó. Nói y như thiệt, nói bây giờ thì lại không thấy ít mấy người đó, mà thấy cái thằng, có thằng nhỏ này, cái thằng Hòa Bình gì mà nó thằng Phạm Hòa Bình, nó không mời anh lên, nhưng mà anh lên nó nói chuyện nó mà nó không dám mời thằng đó, chắc ở nước ngoài nữa. Cũng nói À Phong kiểu Bình hả? mà cái diễn đàn Ừ, nó thằng là đó ở vậy nước đó, ngoài, thằng đó ở nước ngoài như ở Úc cái gì á. nó là chung với phe của Trương Ca đó, hệ thống tụi À nó. đúng rồi đó. Thì em thấy là bây giờ coi, từ người giàu, dĩ nhiên là đất nước mình đó, và đất nước nào cũng vậy, có người giàu có người nghèo, có những người nghèo là do người ta cũng là không được may Chào mắn trong bé cuộc Diêm sống, Sơn nha. có Dạ. những người nghèo thì lại người ta không chịu làm ăn, cũng có khi ta không có cơ hội, có những người có cái đầu mà không có cơ hội nữa. Thì Mà chị đất đó nước cũng mình nhiều có cái tinh một thần cái trong gì đó đó. Dạ. như tôi nói bây giờ nè, đổ thừa ai, như thằng em tôi, trong gia đình tôi cũng có 5-6 đứa em, mà có một thằng em đi bộ đội về rồi là tôi cho nó biết bao nhiêu, nó học nghề á, là học lái xe là không Dạ. không có tốn tiền, nó có cái chế độ học đó. Rồi xong nó học xong về mua cho nó Innova cho nó chạy riết rồi á, thiếu điều còn cái bánh xe không vậy đó. Hết đợt này tới đợt khác nó đã banh, nó cờ bạc rồi lây quay trả nợ cho nó, rồi Chào đổ bé thừa. Hiên nha. Nó mình đâu đổ Dạ. thừa Đảng Cộng sản được, mà chính là nhà tôi, gia đình tôi là những cái người mà có công với cách mạng, dạy dỗ mà dạy, tại giờ thằng nó phải bị trong gia đình, bị một thằng bị nó gì phải chịu rồi, có đổ thừa cho Dạ. đảng đâu, không thừa được Dạ. đó. Cho nên là các bạn có ở các nước tân tiến đi nữa thì các bạn phải cũng phải làm mới có tiền được, phải làm mới giàu lên được, còn không làm thì phải chịu thua rồi đó. Bây giờ chính sách tốt cỡ nào, chính sách của Obama hay là của Donald Trump tốt cỡ nào đi chăng nữa, mà các bạn không làm, đi Ừ. casino rồi chơi. Tôi cũng có bạn bè ở Mỹ Dạ. đi,
đi vô casino chơi hoài đó thì tiền nó còn. Mà người Việt Nam là chơi ghê nhất ở bên đó, mấy cái casino là người Việt Nam rất là đông. Rồi ở đây nó đâu có đổ thừa là tại sống bên Mỹ mà nó nghèo vậy vậy đó, bản thân họ, cá nhân của họ đúng không đó. Mà chưa chắc gì ở Mỹ là cái nước tư bản, chưa chắc gì nó lo cho dân nghèo mà chi tiết giống như ở Việt Nam. Chính sách Việt Nam lo cho người nghèo rất là nhiều, lo dữ lắm, lo đủ thứ chuyện dân, kể cả người chính quyền ta lại tới nhà luôn á, lại tới nhà ta vận động làm này làm nọ, người ta cho vay vốn ngân hàng không lãi suất để tạo mua bán nhỏ. Ta tới nhất là ở miền quê, còn gia đình nào á mà có con mà dạng như là thành phần mà tội phạm á, tham gia kiểu ví dụ như là hút chích hay là trộm cắp này nọ, ta tới gia đình ta vận động cho đi học nghề miễn phí. Đó, có thằng em vừa rồi nó cũng ở tù về ở Long Xuyên này, mà hỏi tới thằng Tính Thái Sư rồi thiếu xì bo rồi ai không biết, phường lại tới bây giờ công an chuyện làm trước mắt thì em về vậy, bây giờ cho em đi giới thiệu chuyện làm bảo vệ trước mắt thì lương tháng 4 triệu à, bảo vệ nó có mấy cái giờ trống nữa à, đi làm đi rồi làm thêm gì làm đó. Người ta lo vậy đó, rất là nhiều cái chuyện lo lắm, nhưng mà mình thì mình không không có Đúng nắm bắt, trước mắt thì mình thấy vậy đó. Còn ở Mỹ chưa rồi. chắc à, anh ở tù rồi nọ nó, bây giờ anh phạm tội hay là anh vụ gì đó đưa về Việt Nam đó, vụ gì mà con lai với mấy người đó đâu có rảnh đâu mà nó tạo điều kiện cho mình làm ăn để mình trở thành người tốt, tốt mình nhờ xấu mình chịu đó. Bây giờ nó đuổi về đó, so sánh tới Gì tận cùng. Trần Minh Trí, mày 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 vô mày comment, còn câu nào là comment nữa không? Mày comment có lũ chúng mày còn cái câu comment nào nữa hả? Đó thì đi Rồi so anh sánh nói. ra giữa đất nước Mỹ với đất nước Việt Nam, giữa những cái nhà cầm quyền đó, ai là người lo cho dân nhiều hơn? Mình lo nhà Đúng nhà nước mình lo cho dân nhiều hơn chứ, rồi. lo mà lo tận tình đó, giúp đỡ thiếu điều là cầm tay chỉ việc luôn vậy đó. Thì gia nước họ cũng vậy thôi, họ thì sống cái cần câu đó cho mình câu thôi, chứ mình câu được thì mình chịu thôi, chứ ráng mà chịu chứ. Đúng. Đâu phải là cái kêu mà kêu gia nước phải phải đút vô bò họng để mình ăn nữa à. Nhà Đúng. nước họ chỉ đưa cần câu ra cho mình câu, họ họ giữ cho đất nước hòa bình, không chiến tranh, để cho mình đem về kinh tế ra để cho mình làm phát triển kinh tế ra để cho mình làm ăn. Mà họ sống nhà nước họ chỉ sắm cần câu ra cho mình câu, chứ không phải là ngồi sẵn đó mà đưa tới hòng đút cho mình ăn. Đó. Nó thẳng ra là như vậy. Còn mình mà đi 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 mà tối ngày mà cái gì đổ thừa nhà nước không lo là cướp đất, cướp gì, cướp đất thì giết dân, nói chuyện giống như là bừng ngày mà giống như là cái đóng trong một cái phim kịch vậy đó. Ừ. Tôi nói nếu Chứ mà có ra đâu là đất đứng dậy đi chống phạt đồng nước rồi đứng đất nước dậy rồi giết sạch đất đốt sạch rồi đợi thì xíu ngay nè. đất nước mà phát triển, cái bộ mặt phát triển buộc là phải quy hoạch giải tỏa, không thể nào Chắc không quy chắn hoạch giải tỏa được hết, cái đó là điều đúng, tiên quyết cái đó nhất là là phải đúng quan trọng rồi, nhất luôn. quy hoạch khi quy đó hoạch giải mà tỏa phát triển đô thị nó mà đúng khác ra được rồi. chứ, nó thành đô thị chứ, nó phát triển ra đường xá thông thoáng chứ. Chứ tối ngày mà không cho nhà nước để mà quy hoạch không mở đường mở xá rồi tối ngày bắt đầu ra mà chửi đền bù, nhiều lúc họ cũng nói về câu đền bù mà họ nói là đền bù sao mà ép ép dân, mà đền bù quan trọng là năm nào năm nào, cái giá tiền nó như thế nào, đúng Bây không? giờ để im đi, các khu nhà ổ chuột hẻm hóc không, hỏa hoạn nó xảy ra không chữa cháy được, rồi mấy ông ở bên đó đó à, cái đó mấy ông quay mấy ông với là xuyên tạc dữ đó. Ừ đó nha, cả đảng cộng sản tới giờ này mà để các khu ổ chuột này không giải tỏa, không để nó xảy ra chuyện gì đó, Đúng sợ mấy rồi, ông cái đó đúng cũng rồi. sợ mấy ông mà hoạt động mấy ông nói vậy cho nên phải Muốn giải phát triển tỏa đất nước thì bắt buộc phải quy giải hoạch tỏa những cái lại nơi luôn. khu ở chuột, những cái hẻo lánh là xa xôi, cái con đường xá để cho rộng rãi. Cái đó mà phát triển được một kinh tế với phát triển đất nước chứ. Còn không cho nữa. Nhiều lúc em thấy quay lên mấy cái chỗ mà giờ nước vừa rồi ở ngoài Hà Nội, em chính em qua mấy cái clip kia đó, chính em xem luôn chứ đâu hết á. Thì giải tỏa cái khu đó là toàn là nghĩa địa không à, mà nằm ngay cái con đường lớn nữa. Khu 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 tái định cư á, em thấy là nhà là các á. U rồi mà bao nhiêu người không chịu, mà con mình mẹ nó chịu là quay phim lên thôi à. Nếu mà người dân họ không chịu, họ họ đồng lòng họ đứng, họ đã đứng dậy cả hết cả khu đó rồi, anh công nhận không?
chỉ đúng có rồi. mình bà đó thôi à, chính cái bà đó còn đông với con gì nữa, cái bà đó là cố tình để theo que để mà nói cho con gì nữa. Cướp đâu, nếu mà cướp là cướp, dân nước họ sẽ cướp hết, chứ phải riêng mình bà họ giải tỏa, là họ giải tỏa cả, cả khu đó bao nhiêu chục hộ, bao nhiêu trăm hộ, chứ không phải là một mình bà đó. Một mình bà đó đứng la lên là nói cộng sản cướp giấc của dân của đất, mà giải tỏa là mình thấy là trồng cây mở đường xá công viên rồi. Cái đó là gần đô thị là bắt buộc họ phải giải tỏa, họ phải dời giải tỏa gần đô thị, bắt buộc họ phải giải tỏa ra ngoài ngoài và cái xã gì ở ngoài Bắc em quên nữa, muốn cho được bà đứng bà la. Nếu mình dân mình nói đất nước muốn đi lên thì bắt buộc phải họ giải tỏa những cái khu mà nhất là ổ chuột, nhất là mấy khu mà gần thành phố, cứ là nhóm nông thôn bây giờ họ cũng 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 giải tỏa rồi. Giải tỏa thứ nhất á, là mình được cái lợi, nếu mình á, còn đất ở đó thì mình được ra mặt tiền. Thứ hai, nếu mình đã hết đất thì mình được, thứ nhất là tái định cư, thứ hai là được mua nền ưu tiên. Đúng. Nhưng mà khi mình mua nền ưu tiên á, đừng nói là mình không có tiền mua. Ví dụ như cái nền á, ở trong giá gốc nó là 500 triệu, nhưng mà chỉ cần mình cầm tờ giấy đó thôi, mình bán cho người ta thôi là Phiếu đã á, được là đã được phiếu lời được 300 400 triệu trong đó rồi đó. á, ưu tiên cái phiếu đó, ưu tiên cái khu em đây cũng vậy chứ gì, ưu tiên cái phiếu những người mà có đất ở đây là ưu tiên họ bán rẻ cho họ, và để rẻ lại cho những cái ưu tiên tròn theo lô, có tiền thì lô góc nào đẹp thì lấy, họ đưa tiền phiếu rồi giờ đưa cái phiếu đó cũng vậy thôi. Bây giờ cái khu em bây giờ thì hồi xưa em mua bao nhiêu tiền đâu, đó là cái khu chính em ở đây, anh biết hồi xưa là mua 400.000 một mét, 400.000 là một lô vậy á, là chỉ có 100 triệu, 100 mét vuông thôi, chỉ có 400 triệu mà giờ một lô này của em anh chỉ biết nó nhảy lên tới mấy tỷ không, Đúng rồi, ở đây nó cũng vậy ba mà, gần ở 3 tỷ, em nói thật luôn á, gần 3 tỷ mua có 400 triệu thôi á, chừng 3 năm thôi, em nói gian anh làm con luôn á, nó nhảy lên một cái mua không nổi luôn, cái đó là bắt chính đầu xác. dân cư về họ về, chứ hồi xưa mua hả bán rẻ cũng không ai vô mua hết, khi bắt đầu dân vô ở bắt đầu họ làm đô thì lên đẹp, quán xá đồ mở lên là dân ở đông là tự nhiên nó nhảy lên một bậc luôn, mua không nổi luôn. Đúng Giờ rồi. một lô một mét đây là em nói sự thật luôn, là đúng là 3 tỷ, 2 tỷ mấy 3 tỷ không, không bao giờ giá dưới, mà hồi xưa là chỉ 400 ngàn một lô thôi, chỉ cách đây là ba 4 năm, chưa tới 4 năm. Mà em mua đây là mới 3 năm cho nhiêu, năm năm bước qua năm thứ ba cho nhiêu. Đó mình nói sự thật là đất không á, chứ nó cắt á. Đó Ở là là khu khu đất vậy, đúng khu giải rồi, tỏa, khu tái định cư tại Dĩ An đây đó, chứ không nói đâu xa hết á. ở ngoài khu đất có một cái nền cách đây 2 năm thôi là có 300 triệu, mà bây giờ là lên 1,5 tỷ hết 2 năm trở Đúng. lại. Thì đó, thì cái đó là cái gì, cái có phải là đảng nhà nước phải chăm lo cho dân không, chứ bây giờ tiền đâu đâu mở trên trời rơi xuống mà hoặc là như thế này. Mà người dân của mình á, anh đã đi rồi đó, anh đã đi bên cách đây khoảng 10 năm hơn nữa, anh đi bên Malaysia, họ chấp nhận, họ bỏ một cái thành phố phố, phố phố cũ, quy hoạch một thành phố mới giống Bình Dương vậy đó, quy hoạch thành phố mới luôn. Quy hoạch thành phố mới xong là dân ta vô tả liền, ngon lành liền. Còn mình ở đây á, quy hoạch cái chỗ mới người dân không chịu vô ở, vắng không vô ở, mà đợi chừng nào đông đông có người ta đi tiên phong trước này nọ thì lúc đó sau vài năm, năm Anh bảy đi năm sau Vinh gì Vinh Sơn muốn lên phải không, thì ok họ đi mà thấy có đừng có rồi. em em gửi yêu cầu là chia mày sẻ có một ok tí lên rồi em dạ. cho. Bò đỏ rồi, bò ha, bò đỏ là bò cái ông nội của tụi bay á, Phi Nguyễn mày mới vô là mày phun cái Trời câu Linh ra rồi biết chưa, Phi Nguyễn tụi bò bay tới ngày bò đỏ rồi đỏ lỉ, nó nói mình là cái gì, cộng sản hay gì, à, cộng nó sản là nói bò đỏ đó, bò đỏ là ông nội của lũ ba que chúng bay á mình chưa, là bò đỏ đó là biết sao bắt đầu á, bắt đầu có mồ mả chúng bay nằm dưới á, là bò đỏ nó ỉa lên đó đó được chưa, tới ngày cái bò đỏ là bò đỏ của ông nội của ba que đó, mới nhảy vô cái là bò đỏ bò đồ tôi trời không ơi. có đủ tư cách làm đảng viên rồi đó, không có đủ tư cách được kết nạp đảng rồi. Tôi biết thân thân tôi là không được là đảng viên Mình ở đây mà đảng viên cái gì, mình ở đây là dân mình lên ATM mình nói bây giờ để mình nghe rồi mình góp ý nói thôi, chứ mình mà đảng cái gì, mình làm gì đủ tư cách để mà làm đảng đúng không, đủ tư cách để làm đảng. đó được đối tượng gọi là đối tượng đảng đó. Rồi sao cái cũng lúc ở bộ đội cũng sung quýnh lộ quýnh lạo nhiều quá nghỉ kết nạp đảng luôn chứ rồi
không có vụ đó là cũng thành đảng viên theo đảng theo viên. hiểu biết mà nói là tào lao. Tào lao còn mày nói tào lao đúng, tào lao còn đỡ hơn lũ bao que chúng bay á, đúng không? Tối ngày kêu dân đi biểu tình mà dân đi biểu tình mà tôi mới cần tào lao hơn bên này nữa, tôi mới còn tào lao hơn nữa. Biết chưa, kêu dân đi biểu tình với sạch đốt sạch mà dân đâu có làm đâu, chúng mới tụ cái quần đó đó, sắp hết tiền rồi đó. Anh em của tụi tôi thì cũng không phải là dân có cái trình độ cao xa gì, nhưng mà chỉ nói cái sự thật thôi. Tại mình sống ở trong đất nước mình, hàng ngày mình thấy tất cả là sự thật, mình biết mình nói. Mà phải chi mà mấy người mà phản động đó, mà nói lên được sự thật đó, thì mình cũng không lên tiếng làm gì. Họ toàn nói lên cái chuyện mà bị đặt rồi Ê Hải xuyên Ngô, mày đổi nick đó Hải Ngô, bắt đầu mày vô mày thiên tạc á Hải Ngô hả? sao mà mình không không lên tiếng cho được. Người dân nào cũng phải lên tiếng Cướp chứ. hả? Mày có đất để cướp không Hải Ngô? Tao hỏi mày nè, mày có đất để cướp không hả? Tối ngày cái mặt mày thằng mày Hải Ngô, mày còn cái điều gì nữa nói hả? Mày cướp hả? Mày có đất để cướp không? Chúng bay hả? Chúng bay cả nước cả lục bay điên cướp người ta thì có. Hiện tại chúng bay đang muốn ăn cướp của người ta nè. Cái gì nghĩ cho chúng bay là được ăn cướp nè. Giờ hả, mày thấy cộng sản hả, đất đai đang giờ đang phát triển phải không, đất nước kinh tế đang phát triển, chúng bay mà muốn về là đòi ăn cướp phải không, chúng bay mới ăn cướp, chúng bay mới ăn cướp đấy chứ ở ai, bay đừng có dùng cái chủ ai mà ăn cướp ở đây biết chưa, bay làm có bay có đất không để mà ăn cướp. Mày đừng có đổi ca đổi 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 hình phải đổi đồ. Mày hả, mày là tối ngày mày chạy hết cái diễn đàn này, mày chạy hết cái diễn đàn của ba que thằng bé đi trương thằng chột, mày chạy mày vác gì mày chạy y như một con chó điên vậy. Tụi bay bây giờ hả, hết hết ẵng được rồi phải không, hết ẵng gì trên đất nước là được hết rồi phải không, hết xúi được rồi, bây giờ mới ẵng như một con chó điên vậy, sẵn đâu có cướp, tụi bay mới ăn cướp. Đất nước giờ Việt Nam đang hả, phát triển gần đi lên, kinh tế đang đi lên, chúng bay hả, mày là con lính chịu của thằng lính Cộng Hòa phải không, lá cờ bác sọc phải không, muốn quay về lại ăn cướp hả? Tụi bay đủ trình độ không ăn cướp? Tôi mới đủ không? Đủ sức để ăn cướp của cộng sản không? Mất. À, thì nếu mà đem giấy tờ về đây mà nó đầy đủ giấy tờ theo luật định, tôi lấy lại giùm cho nha. Nếu mà ông đầy đủ giấy tờ mà hợp lại mà nhà nước cướp đất của ông, đem về đây tôi lấy lại giùm cho. Mấy ông đất của người ta hay gì đó, rồi mấy ông chào chào luôn xã. Mấy ông vô đó, mấy ông canh tác lâu năm không có giấy tờ, sau đó rồi người ta mới thu hồi của mấy ông, hay là có cái quẩn khúc nào trong đó, cái gì trong đó chứ, nhà nước này sao mà không không mà Anh à, cướp đất của dân làm cái gì. anh Lê Dinh Người muốn ta lên còn á, em ai lên thì em cho lên đi, dạ anh em cũng đợi gọi yêu chứ, cầu 2 lần rồi, đợi tí xíu nha. đem cho dân mà dân họ còn không muốn lấy, có khi họ lấy làm thời gian họ trả lại nữa. Mỗi một người là 30 công đất ở rừng tràm Bình Minh, 30 công đất ở Lương An Trà, 30 công mỗi một hộ, người nào đăng ký là được giấy khen, được khen thưởng luôn, mà không lấy nữa. Cướp là chỉ ngoài cái chuyện đó là chuyện quy hoạch giải tỏa thôi, chứ không có gì, mấy ông đem lên mấy ông nói thì không có gì khác, bảo đảm. Còn đất rừng đó là do người ta giao mấy ông, là bao lâu người ta thu hồi lại đó Vậy thì lấy. mày sinh sau đẻ muộn được cộng sản nhồi sọt, tôi trả lời ông cho luôn nè. Ở già ông sinh trước tôi, ông sinh ông đó, tôi sinh sau đẻ muộn tôi mới đúng đó, tôi sinh sau chiến tranh được chưa. Bây giờ tôi chỉ nói gòn như nè, cái chuyện chiến tranh của hồi hồi xưa của các ông, ông đã lỗi lầm rồi, ông đã từng bán đất nước để ra đi ha. Bây giờ tôi sinh sau đẻ muộn rồi, giờ đất nước hòa bình thì tôi muốn cái đất nước này hòa bình, tôi không giống như các ông mà để mà hả, bây giờ nô lệ cái lá cờ của các người, bây giờ hả thấy đất nước phát triển đi lên thì các người đòi về hả lật đổ giết sạch, vậy các người hả làm chính trị kiểu đó hả, mấy người đòi hả dân đi chết thay cho các người hả, đi chết thay cho các người, làm bằng đạp cho các người đi lên đúng không, ngày bữa cho các người tôi không biết, mấy người đòi về là phải có đê hèn à. Tôi chấp nhận là sinh sau đẻ muộn mà giờ tôi đất nước hòa bình thì tôi sống thích đất nước này, tôi ủng hộ chính quyền chính Tiếng phủ tiếng em này. nhỏ à mày, Tiếng em nhỏ hả? Tôi ủng hộ cái chính quyền này giữ đất nước hòa bình, còn tôi không tiếp tay cho các người để phải giết sạch đốt sạch, phải
phải giết đất nước dân dân này. Các người muốn thèm máu máu tanh của dân, còn tôi không thích mà thèm máu máu tanh. Mấy người gì đủ tư cách mà về đây mà giết sạch đốt sạch? Vậy mấy người mở miệng chỗ À. nào đòi lật đổ cộng sản, đủ tư cách để lật đổ cộng sản không? Đủ sức để lật đổ cộng sản không? Mấy ông coi Các lại người đang đi, nằm mơ à? lực người cày có ruộng của mấy ông ở đó đó, ban hành ra lấy đất ở đâu mà cho người khác, và cái lực người cày có ruộng biết làm đâm chém chết bao nhiêu người không hả? Đất trên trời rơi xuống để chia cho người khác hay gì? Cái cách ruộng đất đó, ăn nói xảo ngôn, Em chào anh Quang Đỗ. đâu có phải mà phải sống thời đó mới biết được cái chuyện thời đó. Đảng Cộng sản này có lê cái máy chém đi khắp cái miền Nam này như mấy ông không? Anh ok đi, anh bình gì? Anh Vĩnh Sơn nè, tại anh gửi yêu cầu thì có nội mà em cũng chưa thấy. Sao bên anh không Anh nghe được tiếng của em? bấm ok. Anh Cái gì không nghe tiếng hả? em Cả nhà nghe mời tiếng người làm khác gì lên không? giùm anh đi. Dạ, chắc tiếng anh không nghe đó, chắc bị Chào mọi người. nói nhiều không, tại vì cái tánh em nó lớn, ăn to nó lớn quá. À, anh lên không thì em mời.